Trải qua nhiều tuần, chỉ để đặt nền tảng về tộc phù thủy, huyền thoại Witch's Road và ẩn ý hành tung mờ ám của cậu nhóc teen cũng như phần còn lại ở Coven, Agatha All Along đã bước đến giai đoạn gay cấn nhất, nơi sự thật dần được bóc tách để người xem được khám phá chân thực về những sự kiện đã xảy ra kể từ WandaVision 3 năm về trước. Mình là Thu Minh và trong video này hãy cùng Way Too Weird Movie tổng hợp tất tần tật những kịch tính đã có mặt trong tập thứ 5 và tập thứ 6 của Agatha All Along. Bây giờ thì không để mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, cùng bắt đầu ngay thôi nào. Weirdo, go! Không có nổi một đêm được bình yên trọn vẹn, cả Coven phù thủy vừa chợp mắt đã sớm bị đánh thức bởi lời cảnh báo từ phía Lilia. Ngoại đã nhìn thấy bóng dáng của Salem Seven trong cơn báo mộng và có vẻ như phép thuật triệu hồi họ sử dụng để đưa Rio đến đây đã vô tình để mở một cánh cổng. Nhằm giải đáp thắc mắc của Teen, thằng cháu đã lỡ làm rơi quyển sách thần chú về thân thế của những kẻ mặc áo choàng đen quái gở. Lilia đã kể lại lần gây án chấn động được Agatha thực hiện. Cụ thể, khi tước đoạt sức mạnh của Coven phù thủy đầu tiên mà bản thân tham gia, Harkness đã tha mạng cho những đứa con của chị em. Nhân quả nghiệp báo, 7 đứa trẻ ấy giờ đây đang sục sôi cái dã tâm báo thù, nhất là khi chúng biết kẻ thù đã không còn chút quyền năng nào để chống cự. Chạy bộ thì rất mỏi chân nên không thể đua với hội động vật. Vì vậy, Teen đã đề xuất việc sử dụng một loại phép thuật để tạo ra chổi bay. Ý tưởng đó lập tức nhận về phản ứng rẻ bỉu bởi hàng loạt lý do như công nghiệp hóa, mất chất, lai căng văn hóa hay thậm chí là đại diện cho quan niệm cổ hủ về nữ giới, tức làm nội trợ. Ngặt nỗi, kẻ địch đã di đến nơi nên cả Coven cũng không còn cách nào khác ngoài leo lên chổi và parody lại những góc máy kinh điển của Hocus Pocus. Vui vẻ chưa được bao lâu, The Witch's Road lập tức phát hiện ra lận. Nó kéo Coven trở lại con đường, vô tình khiến họ đâm sầm vào một Salem để rồi phải chạy bạt mạng vào ngôi nhà thử thách tiếp theo. Trên bầu trời, trăng máu đã hiển hiện, đồng nghĩa với ranh giới mỏng manh giữa trần thế với âm ti. Nhiều người có thể lầm tưởng bài test tiếp theo sẽ thuộc về Lilia, thế nhưng bà chỉ chuyên bói toán, còn nói chuyện với người đã khuất là bịp bợm để lừa tiền thiên hạ. Ở đây, chẳng ai giỏi nói chuyện với hồn ma hơn là kẻ đã dã man, hóa kiếp cho không biết bao nhiêu sinh mạng. Agatha theo đó không phải phù thủy nguyên tố, thuộc hệ linh hồn. Thể theo đúng quy trình, Coven sẽ được tút tắt lại diện mạo trong mỗi thử thách để phù hợp với tính chất của phù thủy. Với linh hồn, phần nhìn đã bị biến thành concept trại hè, đồ ngủ ở thập niên 1980. Lý do liên quan đến Agatha thì vẫn chưa được đề cập, ngoại trừ những nguồn cảm hứng phim kinh dị mà nó tham khảo. Về phần nhiệm vụ, đề bài sẽ được mô tả rõ hơn khi họ cùng tham gia vào việc gọi hồn thông qua bàn cầu cơ. Cao niên trinh nữ mẹ hiền, hồn ai vất vưởng về liền trốn đây. Ban đầu Agatha kinh hãi với toàn bộ sự việc đến độ, đã diễn xuất lại điệu bổ của Mrs. Hart, giả vờ rằng người hàng xóm hồn nhiên đang nhập vào mình. Mãi đến lúc chịu thực hiện nghi lễ một cách nghiêm túc, cả Coven mới nhận thức được họ đang nói chuyện với Death và thứ mà nó muốn là trừng phạt Agatha. Ý tưởng này không hẳn là điên rồ, bởi trong hội thì chỉ có Teen là không muốn thí cái mạng của Agatha cho con đường. Chưa kịp hành sự, đèn điện đã chớp tắt, Agatha đường đột bị vong nhập, tái hiện lại hành tung quỷ dị mà cô bé Regan từng gây ra biết bao nỗi ám ảnh trong kiệt tác Exorcist. Bây giờ thì đã rõ, oan hồn chiếm hữu lấy Agatha chính là mẹ của cô Evanora Harkness. Điều kiện được đưa ra kỳ thực rất đàng hoàng. Coven có thể rời khỏi đây, tiếp tục hoàn thành con đường một khi phù thủy Salem chịu trừng phạt. Rio hào hứng thấy rõ với mệnh đề trừng phạt Agatha, song nếu đó để thỏa mãn bà cụ Evanora thì miễn. Sở dĩ phản ứng gay gắt với vong hồn người mẹ cũng chỉ là một hành động để phản ánh cơ chế quen thuộc của Rio mỗi khi ai đó bóc mẽ hoặc trích dẫn lại quá khứ Agatha ở Salem. Động thái bào chữa từ Rio là để nhấn mạnh rõ ràng việc Agatha từng được dưỡng dục trong một cái nôi thiếu chuẩn mực như thế nào. Những thiên phú bẩm sinh, thế giới quan khác biệt, óc tò mò của Agatha đều bị tộc phù thủy coi là cái ác. Thậm chí đến Evanora, máu mủ ruột già còn phải thốt lên lời đay nghiến, khiến ai nấy ở Coven cũng phải nghẹn lòng rằng mày sinh ra đã là cái xấu, đáng lẽ tao phải kết liễu mày ngay khi mới lọt lòng. Hiện tại được hình thành nên từ quá khứ, và Agatha cũng không phải ngoại lệ. Nếu ngày ấy sơ mai thay thế những hình thái của hận thù và sự ghét bỏ bằng cởi mở tấm lòng như Rio, có chăng bi kịch sẽ là thứ không bao giờ xảy đến.
Trong khi mẹ của Alice dành cả cuộc đời để cố gắng bảo vệ con gái khỏi lời nguyền, thì mẫu thân của Agatha lại lao tâm khổ tứ, lên cả bàn thờ rồi vẫn cố công tìm cách sát hại con. Khi Evanora cố gắng hút cạn linh lực từ Agatha, Alice đã bị cảm hóa bởi hoàn cảnh mà lao mình vào, cố gắng làm những gì mà cô cho là đúng đắn với lương tâm. Trái ngang thay, Alice lại bắn thẳng dòng năng lượng bảo vệ về phía Agatha, hành động được cho là tự sát, bởi kể cả có bị ám, bản năng của Agatha, một thứ gì đó đen tối hơn sẽ trỗi dậy, hút cạn đến giọt tính mạng cuối cùng bên trong đối phương. Lilia đã thốt lên lá bài Tarot tiếp theo, Knight of Wands. Tuy vậy, không ai có thể ngăn cản khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Alice đã bỏ mạng, quá đỗi bất công với phù thủy duy nhất của Coven mà sự tử tế không bao giờ bị hoài nghi. Giữa bối cảnh hỗn loạn, thì nhận thấy bản cầu cơ đang tự di chuyển một cách điên cuồng như thể muốn gửi đi một thông điệp nào đó. Cậu nhóc tiến tới gần, chộp lấy chiếc bàn rồi cuống cuồng xin xưng danh. Những chữ cái trả về cái tên Nicholas Scratch và một tiếng thất thanh gọi mẹ ơi, xin mẹ hãy dừng lại để khiến Agatha thoát khỏi cơn u mê. Không cần suy luận quá nhiều để thiên nhận ra đó là linh hồn con trai quá cố mà Agatha có thể đang tìm kiếm ở Witch's Road. Chi tiết này ngầm xác nhận Nicholas Scratch của MCU thực sự đã qua đời, còn lời đồn về sứ giả Mephisto thì hoàn toàn thiếu chứng cứ. Dứt câu, thử thách được hoàn thành với chỉ vài tích tắc còn sót lại. Ý nghĩa của trừng phạt Agatha ở đây đã được thực thi bởi ả, vừa bị đặt vào một tình huống sát nhân bất đắc dĩ. Dẫu không biết Agatha vô tình hay cố ý, tuy nhiên, những ánh nhìn vừa khinh bỉ vừa khiếp hãi trên từng thành viên của Coven đã là sự trừng phạt quá xứng đáng. Là một người kết nối sâu sắc nhất với Alice, Teen không tránh khỏi cảm xúc phẫn nộ mà quay sang chất vấn Agatha. Vậy ra đó là ý nghĩa của việc trở thành một phù thủy, giết người để phục vụ cho mục đích của riêng mình sao? Không, không phải với cháu. Agatha tử thế bị động, bất ngờ thực hiện pha quay xe, diễn xuất một biểu cảm quái quỷ mang chất lượng Emmy từ nữ diễn viên Catherine Hahn. Cậu có chắc không? Phù thủy Salem khinh khỉnh với nụ cười nhếch mép chỉ thường thấy ở Rio. Đã mất lòng nhau, Agatha cũng chơi bài ngửa, chốt hạ một câu đầy mỉa mai. Mày giống bà già của mày lắm đấy. Cơn thịnh nộ của Teen lập tức biến đổi thành thứ gì đó lạnh lẽo. Jennifer cùng Lilia đã bị cậu phù phép từ bao giờ, mắt họ sáng lên ánh xanh neon, áp chế rồi ném Agatha khỏi con đường. Tại Witch's Road thì đặt chân khỏi con đường cũng có nghĩa là bị nuốt chửng, chìm sâu dưới đầm lầy của nó. Đang nói ở chỗ cả Jennifer và Lilia cũng phải chịu số phận tương tự. Từ đằng xa, Teen thản nhiên đứng nhìn họ tắc thở. Ánh mắt cậu trở nên vô hồn, dòng ma thuật xanh cuồn cuộn lấy aura xung quanh và chiếc vương miện của mẹ Wanda kỳ này thì không lẫn vào đâu được. Để làm rõ gốc rễ vấn đề, các biên kịch đã dành trọn vẹn một tập phim để nhìn lại quá khứ chông gai mà Billy từng trải qua. Các cơ sự đã đưa đẩy cậu đến chỗ Witch's Road. Tua ngược thời gian, Teen được nhìn thấy cùng cái William Kaplan, cậu bé đang trải qua lễ trưởng thành quan trọng. Sau một hồi quần quật từ lễ nghi đến tiệc tùng, William đã tạm thời xả hơi bên trong một gian hàng bói toán ở gần đó. Nhà tiên tri này tình cờ là Lilia Calderu, và có lẽ việc William, người không quan tâm gì đến các vấn đề tâm linh, bước chân vào đây không hoàn toàn là sự kiện ngẫu nhiên. Đọc chỉ tay, Lilia sớm thấy đường sinh mệnh của cậu bị đứt quãng làm đôi. Ngoài ra, bà cũng nhận được một điềm báo về lá bài The Tower Reversed, tháp đảo ngược, gợi ý về sự chuyển đổi cá nhân. Những thay đổi không thể tránh khỏi và cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sắp xảy đến. Không rõ Lilia còn thấu thị thấy điều gì hay không, nhưng bất ngờ thế nào bà lại tạo ra một ấn chú. Cassidro đã khóa mỏ hỗn, bảo mật danh tính của Teen khỏi tập phù thủy. Lilia sau đó đã lén lút đặt lá bùa vào áo khoác của William. Kể từ khoảnh khắc ấy, cả cậu bé lẫn bà thầy bói đều đánh mất ký ức vừa qua như một phần của ấn chú. Cùng thời điểm, sự kiện Wanda ở Westview đang bùng nổ, buộc các cư dân Eastville cũng phải tức tốc di tản. Trên đường về nhà, do bất cẩn mà tai nạn giao thông xảy ra, bố mẹ William thì vẫn tỉnh táo, chỉ là cậu bé đã trực tiếp hứng chịu cú va chạm. Nhìn cảnh tượng máu me ấy thì tiên lượng cũng không khả quan. Lý do duy nhất để William tỉnh lại xuất phát từ cậu bé Billy Maximoff, linh hồn lạc trôi khỏi The Hex, đã nhập vào cơ thể hấp hối trong giây phút sinh tử. Kết quả là Billy phải bắt đầu một cuộc sống mới trong cơ thể của William. Linh hồn không làm công việc của não bộ, nên Billy không sở hữu ký ức của cả William lẫn phần đời ngắn ngủi ở Westview, ngoại trừ cái tên Tommy. Tiết lộ về việc Lilia chính là thủ phạm đằng sau Sigil đã cung cấp thêm tính ngữ nghĩa cho các sự kiện xảy ra ở Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wanda và Darkhold cũng không thể tìm thấy con, bởi lẽ trước khi Billy nhập vào cơ thể của William, ấn chú đã được yểm mất rồi còn đâu.
Bên cạnh Lilia, Billy thực tế đã biết đến cả hai phù thủy nguyên tố còn lại từ trước cả khi gia nhập Coven. Jennifer Kale khá nổi tiếng trên YouTube với chủ đề skincare. Alice Wu Gulliver thì chính là thanh tra thuộc sở cảnh sát Eastville và được bố mẹ của William cầu cứu. Thiết lập giữa Billy và Alice tỏ ra khá thú vị khi nó được đảo ngược dựa trên những khoảnh khắc cuối cùng của họ. Alice chứng kiến cái chết của William Kaplan và Billy Maximoff tái sinh sau nỗi phẫn uất vì Alice ra đi dưới bàn tay Agatha. Sống trong thân xác xa lạ đem đến những trải nghiệm rất phiền toái cho Billy, đặc biệt là với một cậu bé sở hữu những nền tảng pháp thuật bẩm sinh rất tiềm năng. Những bí mật thầm kín nhất của bản thân, Billy chỉ có thể chia sẻ với cậu bạn trai, người may mắn đã đáp lại bằng thái độ ủng hộ thay vì hoảng loạn trước độ kỳ quặc của nó. 3 năm thấm thoát trôi qua, Billy tự dùi mai kinh sử về phép thuật phù thủy thông qua Internet, đồng thời ngày đêm tìm kiếm nguồn tin sẽ giúp cậu trần trụi các sự thật ở Westview năm xưa. Nỗ lực cuối cùng cũng được hồi đáp. Billy tình cờ bắt gặp một Redditor bí ẩn được cho là đã sống ở Westview trong thời gian bị Hex nguyền rủa. Thì ra thanh niên này là Rap Bonner, con rối của Agatha Harkness đã khiến hàng trăm thuyết âm mưu về Quicksilver đi vào lòng đất. Sang chấn từ việc xem TV từ bên trong chính bản thân mình đã hẳn in những PTSD khó cứu vãn lên Rap Bonner. Mặc dù không muốn kể lại trải nghiệm đau buồn, dẫu vậy, với cái giá hợp lý mà Billy đề xuất, anh chàng vẫn cung cấp tất tần tật thông tin, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết quan trọng nào. Biết được người mình cần tìm là Agatha Harkness, Billy đã lục tung mọi ngóc ngách của Loki, biến thể Google hư cấu ở MCU để truy ra manh mối về phù thủy Salem. Đào sâu vào các trang web đầy tính truyền thuyết, Billy sớm nhận ra Agatha là một huyền thoại trong giới phù thủy, cá nhân đã có mặt trong một vài sự kiện lịch sử quan trọng, bao gồm thảm họa Hindenburg năm 1937 hay người phụ nữ có tên trong bài hát Jolene của Dolly Parton. Hé lộ này phản ánh rõ ràng về cách Agatha phải bận rộn sống dưới nhiều danh tính xuyên suốt hàng thế kỷ. Dữ kiện trước nảy sinh thêm nghi hoặc đến sau. Từ những gì mà Rob Bonner chia sẻ, Billy đã phần nào sáng tỏ với thân phận, bản thân vẫn hàng khắc khoải. Gia đình WandaVision, cặp đôi song sinh, Tommy có siêu tốc độ, Billy thì lại sở hữu khả năng đọc tâm trí. Trùng hợp làm sao mà nhiều đến vậy được. Mục tiêu của Billy được chuyển hướng thành đoàn tụ với Tommy, người anh trai mà cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện ở đâu đó. Sử dụng năng lực hiện tại thì no hope, nhưng The Witch's Road thì hoàn toàn có thể. Chính vì vậy Billy đã quyết định sẽ giải thoát cho Agatha, người duy nhất được đồn thổi về việc hoàn thành con đường khỏi bùa mê thuốc lú đã bị mẹ mình ếm vào. Để hoàn thành quá trình phá vỡ, Billy cần có một vật thân thích, và từ đây series chuyển cảnh về tập phim đầu tiên dưới góc nhìn của Billy. Sau khi đột nhập vào nhà của Agatha, cậu đã đánh cắp mặt dây chuyền rồi tức tốc bỏ chạy ra khỏi hiện trường, mặc dù đã bị Mrs. Hart KO với một pha mở cửa xe không thèm nhìn đường. Dẫu vậy, khi bị Agatha bắt lại thẩm vấn, Billy vẫn kịp niệm chú để làm mờ nhạt ảo ảnh. Agatha tỉnh mộng, tuy nhiên không cần đến Billy thì điều này cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Rio từ lâu vẫn đang nhập vai vào ảo tưởng của Agatha và cô luôn sẵn sàng chiến đấu ngay khi người tình cũ bình thường trở lại. Khổ sở để thoát khỏi đầm lầy, Agatha phải dành lời khen, tán dương cho màn diễn xuất đỉnh cao từ phía Billy. Có lẽ nhiều widow đang mong chờ các màn combat mõm cực căng từ hai phía. Ấy vậy mà, Agatha lại thật tâm động viên thằng cháu ngỗ ngược, suýt nữa đã dìm mình chết ngạt. Agatha lưu ý Billy cùng cơn giận dữ bộc phát có thể đã nhấn chìm Lilia và Jennifer. Tuy nhiên, chuyện cũng đã đành, đồng thời cấm được bao giờ cảm thấy tội lỗi về tài năng mình được ban tặng. Agatha phần nào đồng cảm với hoàn cảnh của Billy, họ đều là những thiên tài sẽ bị gắn mác xấu xa ở tộc phù thủy và những nỗ lực từ phía cậu bé để xây dựng lại cuộc sống sau khi đầu thai. Cái ý chí sinh tồn ấy thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Agatha rõ một một về động cơ đi xuống bên dưới Witch's Road của Billy. Ả đề xuất họ bước đến thử thách tiếp theo, điều khiến con trai nhà Maximoff bật cười vì cậu thì cần quái gì đến Agatha lúc này. Đang định thị uy ma pháp thì sức mạnh lại chập chờn rồi tắt ngòm trong bàn tay. Có vẻ không khác so với người mẹ hỗn loạn, phép thuật của Billy cũng sẽ bùng nổ tuyệt đối với chất xúc tác là cơn thịnh nộ, còn bình thường việc kiểm soát nó lại tỏ ra không hề đơn giản. Dường như xuất phát từ quyền năng kém ổn định, Billy mới không thể đọc tâm trí Agatha hoặc phần còn lại của Coven như những gì mà cậu vẫn luôn làm với cuộc sống ở Eastville. Mặt khác, điều này cũng có thể được giải thích bởi thực lực và đẳng cấp. Billy là thiên tài, nhưng từng đó là quá nhỏ bé để ngang hàng với Agatha hay Rio. Billy nhấn mạnh mình sẽ không bao giờ tin tưởng Agatha, song bản chất mối quan hệ của họ từ đầu vốn đã nhập nhằng về mọi mặt. Agatha phải bước tiếp. Billy cũng tương tự, The Witch's Road hiện vẫn chưa cho phép họ dừng lại. Và vừa rồi là tổng hợp toàn bộ diễn biến đã xuất hiện trong tập phim thứ 5 và thứ 6 của Agatha All Along. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Còn bây giờ, Way Too Weird, out.